Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, việc học tập và làm theo Bác đã được cán bộ, hội viên phụ nữ các cấp trên địa bàn tỉnh Lào Cai đẩy mạnh triển khai, nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của các hội viên thông qua những việc làm cụ thể, thiết thực gắn với cuộc sống hàng ngày. Các phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác hội đã xuất hiện nhiều tập thể cá nhân điển hình trong việc học tập và làm theo Bác, nhất là trong tổ chức hội phụ nữ các cấp. Nội dung này sẽ được chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn trong chuyên mục Học tập và làm theo Bác số tháng 10 này. Mời quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi. Mặc dù đang mang trong mình trọng bệnh, điều kiện kinh tế cũng không thật khá giả. Nhưng hơn 2 năm nay, bà Trịnh Thị Dung ở thôn Phú Xuân, xã Gia Phú, huyện Bảo Thắng vẫn dành dụm tiết kiệm chi tiêu hàng ngày để đều đặn mỗi tháng góp khoảng 20 đến 30 kg gạo cùng các nhu yếu phẩm thiết yếu để trao cho các địa chỉ khó khăn trên địa bàn. Đây là một hoạt động hưởng ứng phong trào học tập và làm theo Bác do Hội Phụ Nữ xã phát động. Với bà Trịnh Thị Dung, hạnh phúc là được quan tâm, chia sẻ và giúp đỡ những người kém may mắn hơn. Mình cũng để chia sẻ với lại mọi người, tức là giúp đỡ cho những người người ta khó khăn và chia sẻ những cái tình cảm và gửi gắm lại cho người, cho động viên những các bản thân những các cái gia đình người ta rất là khó khăn, để cho người ta có một cái sống vui sống khỏe với hòa đồng với tất cả với mọi người. Còn đây là những hình ảnh quen thuộc của bà Lê Thị Yên cùng nhiều chị em ở chi hội phụ nữ số 4 phường Pom Hán, thành phố Lào Cai trong việc hưởng ứng phong trào thực hiện tiết kiệm làm theo lời Bác do chi hội phụ nữ địa phương phát động. Đã thành thói quen, toàn bộ chai, lọ, vật liệu sinh hoạt sau sử dụng có khả năng tái chế đều được bà Lê Thị Yên và chị em trong chi hội thu gom để gọn lại. Để đến kỳ sinh hoạt hội, mọi người lại cùng nhau mang về địa điểm tập kết, sau đó thực hiện phân loại và bán lấy tiền ủng hộ chị em có hoàn cảnh khó khăn. Việc làm tuy giản dị nhưng lại chứa đựng trong nó rất nhiều giá trị nhân văn và ý nghĩa xã hội sâu sắc. Chị em phân loại rác thải ở tại nguồn thì là môi trường sạch sẽ, và sau đó cũng giúp cho các gia đình hội viên từ các con các cháu ý thức được rằng tất cả những cái phế liệu có thể tái chế được thì chúng ta vẫn tiết kiệm sử dụng tái chế lại, và cũng tạo thêm một cái nguồn thu nhập nho nhỏ. Không chỉ giúp các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, con đường dẫn vào gia đình các hộ dân ở tổ 8 phường Pom Hán này được xây dựng lên ngoài nguồn vốn đầu tư của Đảng, Nhà nước, có một phần đóng góp không nhỏ của gia đình hội viên phụ nữ trên tuyến đường và một phần từ quỹ thu gom phế liệu của chi hội phụ nữ số 4. Được có con đường này thì tất cả chị em phụ nữ và nhân dân ở tổ 8 này là cũng đóng góp một chút kinh phí, tiền của và công sức, thế là hơn 4 triệu để nộp vào con đường này cho của mỗi chị em. Đó chỉ là hai trong số rất nhiều những mô hình học tập và làm theo Bác đang được duy trì đều đặn trong mỗi cán bộ, hội viên và chi tổ hội phụ nữ trên địa bàn tỉnh. Để việc học tập và làm theo Bác diễn ra sôi nổi, hiệu quả trong toàn tổ chức hội và mỗi cán bộ, hội viên, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã chú trọng thực hiện tốt công tác tuyên truyền về ý nghĩa của việc học tập và làm theo Bác, đưa nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh vào nội dung sinh hoạt của hội phụ nữ các cấp, thường xuyên tổ chức các buổi tuyên truyền về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, lồng ghép với tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nghị quyết Đại hội Phụ nữ các cấp và các nhiệm vụ của hội với những hình thức phù hợp. Đặc biệt là việc khuyến khích các cơ sở hội chủ động lựa chọn thực hiện các mô hình học tập và làm theo Bác phù hợp. Từ đó đã có rất nhiều mô hình học tập và làm theo Bác ra đời, phù hợp với tình hình thực tế của hội viên và dễ thực hiện. Trong đó có một mô hình được nhiều chi tổ hội áp dụng thực hiện là tiết kiệm làm theo lời Bác. Các mô hình tiết kiệm làm theo lời Bác được thực hiện một cách khá linh hoạt. Thông qua việc phát động phong trào phù hợp với đặc điểm, tình hình thực tế của hội cơ sở. Chính vì vậy, việc thực hiện học tập và làm theo Bác rất gần gũi, dễ thực hiện, nhất là với hội viên ở khu vực nông thôn, vùng khó khăn. Tại Hội Phụ nữ xã Gia Phú, huyện Bảo Thắng, việc học tập và làm theo Bác được thực hiện thông qua mô hình địa chỉ hồng. Theo đó, mỗi tháng, cán bộ hội, hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ xã sẽ đóng góp từ 5 đến 10 ngàn đồng để gây quỹ. Các cá nhân, cán bộ, hội viên tùy thuộc vào điều kiện thực tế của mình có thể lựa chọn các hình thức giúp đỡ hội viên hoặc các địa chỉ khó khăn ở địa bàn
bằng các hình thức phù hợp như hỗ trợ gạo, đồ ăn, đồ dùng sinh hoạt hàng ngày hoặc tiền mặt. Những việc làm này thì có ý nghĩa rất là thiết thực mà cũng giúp đỡ cho chị em phụ nữ nghèo và các cháu có hoàn cảnh thật nghèo thì cũng đã vươn lên trong cuộc sống và có nghị lực để tiếp tục cái cuộc sống của mình, cho dù là bệnh tật rất là nặng hoặc là điều kiện rất là khó khăn nhưng vẫn có nghị lực để vươn lên trong cuộc sống. Thì và cũng qua những cái việc làm đó thì chúng tôi cũng thấy là chúng tôi cũng góp phần một phần nhỏ bé vào cái việc thực hiện cái nhiệm vụ phát triển về văn hóa chính trị ở địa phương. Với cái làm sáng tạo trong thực hiện các mô hình tiết kiệm, học tập và làm theo Bác như vậy của cán bộ, hội viên, hội phụ nữ các cấp trên địa bàn tỉnh, mà đến nay Hội Phụ nữ các cấp đã xây dựng và duy trì thành công trên 1.000 mô hình học tập và làm theo gương Bác như nuôi lợn nhựa tiết kiệm, ống tiền tiết kiệm, hũ gạo tiết kiệm, bao thóc vàng, tiết kiệm tại chi hội, tổ phụ nữ tiết kiệm tự quản, địa chỉ hồng. Tích tiểu thành đại, trung bình mỗi năm, các mô hình này tiết kiệm được trên 1 tỷ đồng, 10 tấn thóc, gạo để giúp đỡ hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, qua đó tiếp thêm niềm tin và động lực để các hội viên vươn lên trong cuộc sống. Hàng tháng bà vẫn cho Yến gạo, lít dầu và gia đúc mắm, mì xính. Ấm lòng chứ mà vui nữa. Tại vì có người động viên trong cuộc sống như thế là mình phải cố lên chứ. Vượt khó mà đi lên trong cuộc sống mình cho nó vui, vẻ. Là chỗ động lực cho hai con. Đặc biệt, việc thực hành tiết kiệm và tấm lòng tương thân tương ái của cán bộ hội viên phụ nữ không chỉ bó hẹp trong tổ chức hội, mà còn vươn ra cả cộng đồng đến với những người khó khăn, kém may mắn hơn. Ngoài 60 tuổi khi sức lao động không còn, cũng là lúc ông Đặng Ngọc Thủy ở thôn Phú Xuân, xã Gia Phú, huyện Bảo Thắng phát hiện ra mình bị bệnh lao phổi nặng và bị biến chứng. Một thân một mình, sức khỏe giảm sút, không có bất kỳ một khoản thu nhập nào và không có khả năng lao động, cánh cửa cuộc sống tưởng chừng như đóng lại với ông. Nhưng ngay khi biết hoàn cảnh của ông, Chi hội Phụ nữ thôn Phú Xuân và cá nhân bà Trịnh Thị Dung ở cùng thôn đã thường xuyên quan tâm động viên về tinh thần và giúp đỡ về cả vật chất, giúp ông có thêm động lực để cố gắng. Ở đây thì nói chung là gần nhất là có Trịnh Dung, thì thường là chị hay có nghĩa là quan sát nếu như điều kiện của tôi có gì khó khăn thì chị thường hay giúp đỡ tôi. Thứ hai nữa là trong những lúc mà tôi ốm yếu hoặc là có những lúc mà không nấu cơm được thì chị bắt đầu nấu cơm hoặc là chị mang xuống cho tôi hoặc là gọi điện tôi lên lấy. Thôn xóm với phụ nữ ở đây nói chung là thường thường có những lúc mà chẳng hạn như lễ Tết các thứ thì nói chung là cũng có gửi quà cho tôi, thì tôi rất cảm ơn có nghĩa là tấm lòng nhân ái này. Hiện nay trên địa bàn toàn tỉnh có 112 mô hình, câu lạc bộ, tổ nhóm, nội dung hoạt động lồng gắn với rèn luyện phẩm chất đạo đức, tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang, làm theo Bác với 8.545 thành viên tham gia, như câu lạc bộ Làm Mẹ An Toàn, Xây Dựng Gia Đình Hạnh Phúc, Nuôi Con Bằng Sữa Mẹ, Người Phụ Nữ Mới, Phụ Nữ Với Đô Thị Văn Minh, Nhóm Phụ Nữ Tự Lực, Tổ Phụ Nữ Liên Kết Sản Xuất Kinh Doanh. Đặc biệt mô hình 2-3 phụ nữ khá giàu giúp một phụ nữ thoát nghèo có địa chỉ. Cả chi tổ hội giúp đỡ một hội viên nghèo tiếp tục được duy trì hoạt động. Từ năm 2017 đến nay, Hội Phụ Nữ Các Cấp cũng đã tích cực huy động các nguồn lực tiết kiệm chung từ cộng đồng và các nhà hảo tâm để hỗ trợ xây dựng được 100 nhà mái ấm tình thương, làm hàng trăm công trình nhỏ như nhà tắm, nhà vệ sinh, sân, bể nước, sửa chữa nhỏ, trị giá hàng tỷ đồng tặng hội viên nghèo. Có thể thấy, việc tự giác thực hiện làm theo tấm gương tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được cán bộ, hội viên, phụ nữ trên địa bàn tỉnh nhận thức ngày càng sâu sắc và trở thành việc làm thường xuyên. Học tập và làm theo Bác bắt đầu từ những việc làm nhỏ nhất trên tinh thần đoàn kết, giúp nhau cùng tiến bộ, đã giúp cho cán bộ, hội viên, hội phụ nữ các cấp thêm gắn bó, đoàn kết, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc. Từ đó từng bước tạo chuyển biến mạnh mẽ và sâu rộng về ý thức tự giác tu dưỡng, rèn luyện theo phẩm chất đạo đức, tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang trong mỗi cán bộ, hội viên và các tầng lớp phụ nữ. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chuyên mục học tập và làm theo Bác của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.